Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, nhà văn Đặng Xuân Xuyến là một trong những cây viết giàu nội lực. Chuyện ngắn của anh cũng gây được ấn tượng với bạn đọc bởi lối dẫn dắt dí dỏm, hài hước, những câu chuyện ẩn chứa những giá trị nhân văn sâu sắc. Điều này được thể hiện rõ nét trong truyện ngắn Cô Vương Cưới Vợ của nhà văn Đặng Xuân Xuyến mà chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm nay. Mời quý thính giả cùng nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Vâng, thì hẳn là cô Vương lấy vợ, chứ làm sao có chuyện cô Vương lấy chồng. Tuổi cô tuy chưa nhiều, nhưng ở cái làng quê này, cỡ tuổi hăm mấy như là cô mà chưa có nơi có chốn sẽ là nhiều lời đàm tiếu lắm. Vì thế cụ Phúc lo dựng vợ gả chồng cho cô năm nay cũng phải. Tuy cô không được cao giáo mạnh mẽ như mấy cậu em, nhưng bù lại cô rất khéo tay, chịu khó lam làm, và đặc biệt cô là người rất tốt nết. Nếu không dấp phải, tính khí đánh đá chua ngoa, thì hẳn cô là người hiền thục nhất nhì làng xã. Kể cũng lạ, là cô chẳng có xem di truyền về khoản mồm năm miệng mười. Cô cũng chẳng tầm sư học đạo, thế mà khiếu chửi nhau của cô lại hay đáo để, lại lừng danh thôn xóm. Làng trên xóm dưới, mọi người bảo nhau, trêu ai thì trêu, chọc ai thì chọc, nhưng chớ có động vào cô vương mà khổ. Cô sẽ vén quần, nhảy tanh tách tanh tách, rồi bắt ghế, vinh mặt lên mà chửi. Cô chửi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm chửi cho đến khi nào kẻ bị chửi phải tâm phục khẩu phục phải mò đến tận nhà năn nỉ xin cô đừng chửi nữa thì cô mới thôi cô chửi có bài có bàn có lớp có lang có vần có điệu chứ không vớ câu nào chửi câu đấy như mấy bà buôn gà bán vịt ca dao tục ngữ nhiều người đọc có khi còn sai còn lẫn lộn còn dâu ông nọ cắm vào cằm bà kia chứ các bài chửi của cô vương thì tuyệt không có một sai sót tuyệt không lẫn lộn về câu từ ý tứ thế mới tài thế mới xứng danh đệ nhất thiên hạ chửi của làng đỗ hạ vương thích được gọi là cô là chị vương khoái được mọi người mắng yêu câu còn đĩ vương này xinh phết thích là thế nhưng vương ghét cay ghét đắng kẻ nào lại thực tâm coi vương là phụ nữ là vật liễu yếu đào tơ là thân gái chân yếu tay mềm tóm lại vương là đàn ông là nam nhi chính hiệu là chuẩn men đích thực nên vương không chấp nhận ai đó cho rằng nghĩ rằng vương là phận nữ nhi ừ thì vương thích gọi là cô là chị ừ thì vương thích nhảy dây thích chơi ô ăn quan thích trò chơi búp bê thích buôn hàng thích cãi lộn như thế thì đã sao những sở thích đó tuy có khác biệt với đặc trưng giới tính của giới nam nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản chất giới nữ vốn có của vương thật đấy vương vẫn là thằng đàn ông đích thực vương vẫn chưa bao giờ phải tụt quần ngồi xổm mà tiểu tiện vương cũng chưa bao giờ tùy tiện cho rằng mình không phải là thằng đàn ông nên vì thế đừng có ai vớ vẩn nghĩ vương là đàn bà con gái vương ghét đấy Vương chửi cho đấy. Vương yêu vấn, vương sẽ cưới vấn bằng tình yêu chân thành mãnh liệt, vấn là mối tình đầu cũng sẽ là mối tình duy nhất, nên vương thề sẽ mang cả tính mạng mình thế chấp để đem lại hạnh phúc suốt đời cho vấn. Ừ, thì nói thế cho có vẻ văn vẻ, cho giống kiểu người thành thị đắm đuối vì yêu, chứ vương biết thế đách nào là thế chấp tính mạng để bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu. Vương càng không hiểu thế chấp tính mạng đổi lấy cái gì để bảo vệ tình yêu. Vương không biết. Thấy phim ảnh nói thế. Thấy mấy thằng trẻ xanh ngoài xóm chùa nói thế. Nghe hay hay. Thấy có vẻ trí lý. Đúng đúng. Thế là Vương thích. Vương nhậm thuộc. Rồi Vương bắt chiếc. Vương thề với Vấn. Vậy thôi. Và nàng Vấn cũng lạ. Hôm ấy bất chấp trời đang mưa rét. Vương đã quỳ trước mặt nàng. Dầm mưa hứng rét để đem tấm lòng yêu chân chất ra mà giãi bày mà thề thốt chẳng phải để ghi điểm với vấn mà chỉ muốn vấn hiểu vấn tin tình yêu của phương là chân thành là kiên định chị thề tiền sư bố đứa nào mà nói điêu chị sẽ yêu vấn trung thủy đến hết đời nếu cần chị sẵn sàng đem thế chấp tính mạng của chị để vấn suốt đời được hạnh phúc như thế chẳng cảm động thì thôi vấn lại cười khanh khách khanh khách lại còn phát vào mông vương rõ đau rồi mắng. Nỡ mà, thề cá chê chui ống à? Vào nhà đi, ướt hết người rồi. Mà sắp cưới vợ, sao cứ thích chị chị cô cô thế hả à, rồi? Vương dậm chân, vương ngúng ngẩy. Người. người ta thích thế không được à? Vân lại cười, lại phát vào mông vương. Ừ thì chị, thì cô vương, thích chưa? Vương khì khì cười, rồi chu mò ra đợi vấn thường trong một nụ hôn rõ kêu như mọi bận. Nhìn chờ chờ mãi cũng chẳng thấy vấn hôn vương hụt hẫng vương hé hé mắt nhìn rồi vương phụng phịu vương ấm ức người đâu mà ký bo vấn lườm sặc mùi mắm tôm như thế ai mà ngửi được vương ngần mặt ra một lúc rồi khì khì cười ừ nhỉ vừa ăn thịt chó mắm tôm tối hôm qua sáng nay quên chưa xúc miệng mẹ nó thế mà chị chẳng nhớ ra đấy tính vương hay quên như thế nên cũng nhờ thế mà thành hóa hay. Vương chẳng biết giận dai ai. Bực lên, vương mắng, vương chửi. Vương chửi thậm tệ. Vương chửi như chan canh đổ mẻ người ta cho hạ giận, cho bỏ tức. Nhưng chửi xong là vương lại khi khi cười. Vương quyền phén hết mọi chuyện. Vương chẳng bận tâm. Vương chẳng cần nhớ. Vì vương nghĩ nhớ làm gì những chuyện ấy. Chỉ tổ thêm nặng đầu. Vương chẳng dại. Hôm nọ cũng thế, mấy thằng choi choi ngoài xóm chùa thấy vương đèo vấn lên xã đăng ký kết hôn chúng chạy theo họ reo inh ỏi như nhìn thấy gánh xiếc lạ về làng chúng còn chị chị trò trò rồi ngoác miệng ra cười ngặt ngẽo. có đứa còn ngứa mồm giống lên rõ to chúng mày ơi chắc cô vương lấy vợ để thử xem cảm giác có vợ thế nào chứ hai con đàn bà lấy nhau thì đè đái làm sao lộn ruột Vương chống xe đánh dầm một cái. Mặc cho vấn ngã chồng quay trên đường. Vương chắt tay vào hông mà xỉa sói mà chửi. Tiên sư bố nhà chúng mày. Bà yêu vấn. Bà cưới vấn. thì ảnh hưởng gì tới cha ông họ hàng làng xóm chúng mày. Mà chúng mày giống lên là hai con đàn bà lấy nhau thì đẻ đái làm sao. Ha ha ha. Thằng nào. Con nào vừa nói thì ra đây. Nói lại trước mặt bà xem nào. Bà sẽ tát cho chúng mày. Răng đi một nơi. Môi đi một chỗ để xem cái hình thù mặt mũi của chúng mày sẽ như thế nào nào tưởng rằng sau vụ đó vương sẽ giận lắm sẽ cạch mặt mấy thằng trẻ danh đó đến tận già ấy thế mà lúc đăng ký kết hôn về gặp tụi nó vương còn đỗ xe lại cười cười nói nói khẩn khẩn khoản khoản với chúng rất ư là chân thành cô bảo này hôm nào cô cưới vợ đứa nào hát hay thì đến hát tặng vợ chồng cô mấy bài nhé. Một thằng cỡ 15 tuổi trêu Nhìn cô xinh thế này, chắc phải lấy thêm vài cô vợ nữa. Vương khoái chí cười ngất rồi cấu cấu vào tay thằng bé. Cô mà lấy vợ nữa thì cô vấn, cô ấy xé xác cô già. Với lại cả ông bà nhà cô nữa sẽ không tha cho cô đâu. Thôi, cô cưới được cô vấn là may lắm rồi. Cô chẳng tư tưởng vợ nọ con kia đâu. Cái thằng này mày toàn xui dại cô. Hí hí hí. Đấy, Vương lại tít mắt cười khi được bọn trẻ khen đấy. Thật chẳng có ai dễ quên như Vương. Cũng chẳng có ai thật thà đến vô tâm như Vương. Thì cũng nhờ có tính tốt như thế mà vẫn mới yêu, mới băng lòng về làm vợ Vương. Vẫn không mỏng mày hay hạt, nhưng vẫn thủy mị nét na. Vẫn không sắc nước hương trời, nhưng nét dịu dàng của Vấn đủ khiến trai làng phải thầm mơ trộm nhớ. Vấn được người, Vấn được nết. Cả làng cả xã, chưa thấy Vấn mặt nặng mày nhẹ cãi cọ với ai. Cứ nhẹ nhàng với mọi người, cứ nhún nhường với mọi người. Như thể Vấn sinh ra là để chan hòa với mọi người vậy. Nghĩ cũng buồn cười về chuyện tình yêu của Vấn với Vương. Trời thân với nhau từ nhỏ, cả hai cùng thích chơi nhảy dây, chơi chắt truyền, chơi ô ăn quan, chơi búp bê, chơi buôn hàng. nhưng vương chơi bao giờ cũng giỏi hơn vấn, thậm chí còn giỏi hơn cả đám con gái trong làng nên chưa bao giờ vấn nghĩ vương là con trai cả. trong suy nghĩ của vấn, vương là một người chị tốt, người chị không giống chị em khác chỉ một điều duy nhất là khi đi tiểu chị vương không bao giờ phải ngồi xổm thì nghĩ như vậy nên vẫn mới chủ quan tối ấy sinh hoạt tri đoàn về trời lất phất mưa lại còn rét đậm đường về nhà vương thì xa sợ chị vương ngấm mưa ngấm rét sẽ khổ nên vẫn mới rủ chị vương ngủ lại ai ngờ đêm ấy thành đêm định mệnh thành đêm gạo nấu thành cơm ván đóng thành thuyền chẳng phải là vẫn khôn ba năm dại một giờ mà là vẫn không ngờ chị vương tưởng là thằng lại cái tưởng là thằng vứt đi chỉ giỏi mấy trò nhảy dây, chơi chắt truyền, chơi búp bê, chơi buôn làng và giỏi hằng máu chửi lộn với đám đàn bà con gái. Ấy thế mà, khi làm cái chuyện của thằng đàn ông thì lại thật đâu ra đấy, ra tấm, ra đẫn, ra ngô, ra khoai, ăn đứt khối thằng, vẫn khoác lác tự nhận là giỏi về chuyện thầm kín của đấng mày dâu. Thôi, chị Vương, tuy có đành hay một chút, có nữ tính một chút, có những sở thích hơi khác thường một chút. Nhưng bù lại, chị ấy hiền lành, chịu thương chịu khó, lại tốt đường ăn nết ở. Và quan trọng, cái công việc đặc thù của thằng đàn ông thì chị ấy làm rất được, quá được. Nghĩ thế, Vân bằng lòng đón nhận tình yêu của vương Ngân chỉ lo, gia đình và bạn bè có hiểu mà vun vào cho tình yêu của hai đứa hay lại bàn ra tán vào, lại tìm cách chia rẽ vì thằng vương pha gái nặng như thế thì làm sao mà làm chồng được Vấn cũng sợ mẹ buồn mẹ khóc vì mẹ không tin cô vương sẽ đem lại hạnh phúc cho vấn chẳng lẽ lúc bấy giờ Vấn phải huỵch toẹt ra cái đêm định mệnh cái đêm vương nghiến ngấu biến vấn thành đàn bà cái đêm vương cho vấn được thỏa thuê trong hạnh phúc cái đêm vương khẳng định tình dục chuẩn men không thể bác bỏ thôi không nói đến tâm trạng của Vấn về đêm đó nữa, vì đó là chuyện tế nhị, chuyện thầm kín của Vấn và Vương. Hãy để chuyện đó nằm trang trọng trong ký ức đẹp về thiên tình sử của Vấn và Vương. Còn rất nhiều chuyện để nói, đâu nhất thiết phải lôi chuyện thâm cung bí sử ra cho dôm giả. Nhất là chuyện lại đang kể về cô Vương, nhân vật chính, người đã nhiều năm độc chiếm danh hiệu đệ nhất thiên hạ chửi của làng Đỗ Hạ. Vâng, thì trở lại chuyện của cô vương chứ chẳng lẽ cứ tiếp chuyện của vấn hôm ấy sau cái lần thể thốt tình yêu với vấn vương bỗng nhớ kiên ái quay quắt tuy khác làng nhưng cùng xã lại hợp tính hợp nét nên vương và kiên ái chơi với nhau thân lắm cũng lâu rồi dễ đến hơn tháng hai chị em cũng chưa gặp mặt không biết dạo này gì ấy thế nào có chịu khó ăn uống hay vẫn lười ăn để người cứ dài ngoãng ra thấy bảo bố gì ấy đang bắt gì ấy lấy vợ. Không biết lần này gì ấy có nghe hay lại dễ đành đạch như mọi bận. Khổ thân, gì ấy cũng đẹp người, hát hay lại hiền lành chịu khó và cũng được nhiều gái xinh thích lắm. Vậy mà cứ dừng dưng chuyện yêu đương trai gái, cứ khó chịu ra mặt khi có người nhắc đến chuyện lấy vợ. Hôm nay nhất định sẽ lựa lời động viên gì ấy lấy vợ sớm đi chứ. Cứ mãi thế này thì vài năm nữa khi ngấp nghé tuổi 30 sẽ khó lấy vợ lắm. Vừa vào nhà, chưa kịp chào hỏi mọi người. Vương đã bị cụ Vân, bố dì Kiên lườm cái rõ sâu rồi chửi đồng. Tiền sư bố cái lũ dở ông dở bà. Thấy mặt là muốn đập cho chết. Lúc nào cũng quấn nhau như mấy con chó cái. Mẹ nó bực cả mình. Định cự lại nhưng chợt gặp ánh mắt của kiên lạ lắm nên vương cười cười bố cứ quá lời tháng sau con cưới vợ sẽ chẳng mấy khi sang đây chơi nữa đâu cụ vân bĩu môi vâng tháng sau chị lấy vợ gớm nghe cứ như là chuyện hài của thế kỷ tôi chả dám tin đâu mà này chị vương tôi hỏi thật chị nhé còn giờ hôi nào nó lại nhận lời lấy chị đấy thế nó không biết chị bị đồng cô chị bị pha gái à Tôi lại hỏi thật chị nhé. Hai con đàn bà lấy nhau thì đẻ đái làm sao? Nghe câu tôi lại hỏi thật chị nhé. Hai con đàn bà lấy nhau thì đẻ đái làm sao? Mặt vương tái lại rồi thoát cái phừng phừng sát khí. Vương chống hai tay vào hông. Phương dậm chân đến huỵch một cái rồi kéo dài giọng. Hai con đàn bà lấy nhau thì đẻ đái làm sao? Này, con nói thật với bố, Đừng tưởng con này trông như là pha gái Mà nghĩ con này là phận liễu yếu đào tơ Không phải là thằng đàn ông Đây, nói cho bố biết Đây chưa bao giờ ngồi xổm như mấy con đàn bà Chưa bao giờ, bố hiểu chưa Mà con nói thật nhé Chắc gì bố đã là đàn ông mà bố bĩu môi dè biểu Coi khinh con này như thế Thấy sắc mặt tím tái Rồi thoát cái đỏ bừng của Vương Cụ Vân trột dạ Mẹ nó, chạm phải vía con dở ông dở thằng này rồi. Nó mà nổi cơn đồng bóng thì mình lại dại mặt. Cụ lùi người, lùi người để tránh cơn giận của Vương. Không ngờ, cụ trượt chân ngã oách một cái. Nhìn bộ dạng luống cuống của cụ, Vương phỉ cười bĩu môi. Gớm, đàn ông chưa? Ôi dào, đàn ông như bố, đây cũng dí thèm. Kiên chạy lại đỡ cụ Vân lầu bầu bố cứ trêu chị ấy làm gì chị ấy thế thôi chứ có pha gái pha ghiếc gì đâu cụ vân bĩu môi dài giọng chị ấy thế thôi chứ có pha gái pha ghiếc gì đâu gớm điệu bộ cử chỉ giặt con đàn bà thế kia mà bảo không pha gái tôi xin chị mấy chị không pha gái thì pha trai chắc lộn ruột thích trêu gái này à đúng là điếc không sợ súng đây nể các bậc phụ huynh nên đây mới cố nhịn nhưng lại không biết điều cứ quá đà như thế thì đừng trách đây là người quá đáng nghĩ vậy vương sấn sổ đến trước mặt cụ vân chống một tay vào hông định ca bài ca đây đích phải là con gái thì kiên vội kéo tuột vương vào buồng thở phào vì thoát được cơn giận của vương nhưng cụ vân vẫn cố đế theo mẹ bố chúng mày chứ không biết nhục lại còn lôi nhau vào đấy làm cái trò gì nữa chẳng lẽ ông lại vào đánh tuốt xác ra bây giờ ngồi trong buồng cứ nắm tay vương mãi rất lâu kiên mới buồn buồn hỏi thấy bảo chị sắp cưới ngân làm vợ này thế lấy người ta về liệu cô làm được không mà cưới dù khổ mình khổ người ta tội lắm vương hô hố cười dì cứ lo vớ lo vần sao chị lại không làm được vẫn cứ tấm tắc khen chị suốt đấy Vấn bảo gì có thể chê chứ việc ấy thì vấn nề chị nhất vấn yêu chị cũng vì việc ấy đấy kiên tròn mắt thật á chị làm chuyện đấy được vấn khen á eo ơi chị giỏi thế ước gì em cũng được như chị em cũng lấy vợ rồi sinh con đẻ cái chứ cứ thế này thì đời em sẽ ra sao vương nhìn kiên định nói điều gì đó nhưng lại thôi mắt nhìn ra cửa có vẻ trần trừ đắn đo lắm. Một lúc cũng khá là lâu, chừng như ngẫm nghĩ đã kỹ, Vương mới rè rặt. Này chị bảo, vẫn có đứa em gái tên Vân, cũng xinh đáo để. Hôm nào chị sắp xếp thời gian giới thiệu cho dì làm quen nhé. Kiên nhìn Vương rồi nhìn ra cửa thờ ơ. Gặp để làm gì? Sao phải gặp mặt cơ chứ? Chị biết rõ người ta rồi mà. Vương rất thật, Ơ ừ hay, gặp để xem mặt làm quen, ưng ừ thì cưới nhau, lấy vợ đi chứ, cũng gần 30 tuổi rồi, còn trẻ chung nữa đâu mà gì thích bày đặt kén chọn làm gì. Kiên nhìn Phương thở dài. Chị biết rõ người ta là người thế nào rồi mà còn nói thế, chị chỉ giỏi làm người khác đau lòng thôi, chị độc ác lắm. Nói xong, Kiên ngồi thử ra buồn lắm hình như mắt kiên dưng dưng lệ. Thấy vậy, Vương cuống quýt Chị xin, chị xin lỗi, chị vô tâm quá. Dì biết tính chị rồi, chấp làm gì cho mất tình chị em vun đắp bao năm. Vương ôm Kiên vào lòng, xoa lưng, xoa đầu tình cảm lắm. Kiên được thể nắm tay Vương, đăm đắm nhìn thẳng vào mắt Vương nũng nịu. Nhớ, Vương đừng lấy vợ nữa nhé. Vương mà lấy vợ là em súng tóc đi tu đấy vương rụt tay lại trợn mắt dì đừng làm thế chị có phải đồng cô đâu mà yêu gì gớm sinh như gì thì lo gì chẳng kiếm được vài thằng mà yêu chứ thôi chị về đây kẻo vấn hiểu lầm chị với dì yêu nhau thì chị mất vợ nói xong vương ngúng nguẩy đi về kiên nhìn theo đau đớn vương ơi Vương lấy vợ, em sẽ đi tu đấy. Em thề. Vương ơi. Vâng, mọi người đang ngả lợn để chuẩn bị làm đám hỏi cho cô Vương. Đông lắm, vui lắm. Thì đã nói từ ban đầu rồi, cô Vương năm nay cũng hăm mấy tuổi, tính khí lại khác người. Chẳng ra đàn ông, cũng chẳng ra đàn bà. Cứ nửa nọ nửa kia như thế, không lo cưới vợ, để vài năm nữa có mà hâm nặng. Giờ còn trẻ, Tính khí đã ẩm ương khác người, thích xưng cô xưng chị, thích được khen được mắng là con đĩ vương này sinh phết. Vài năm nữa, nếu còn độc thân, không biết lúc đấy cô sẽ hâm đến mức nào. Chẳng biết cô bị đồng cô có nặng lắm không, nhưng mà tính khí của cô nửa gà nửa vịt như thế mà có người đồng ý lấy cô làm chồng là may lắm rồi, phúc đức lắm rồi. Ở làng này, xã này, khối trai tráng đáng mặt đàn ông mà ế xưng ế rỉa đêm nằm cứ thở dài thườn thượt vì mãi không lấy được vợ còn cô ông a óng ẹo nửa nạc nửa mỡ như thế mà cưới được cô vợ nết na xinh đẹp nhất nhì làng xã như thế mọi người nhất là gia đình họ hàng của cô vương không vui sao được vâng mọi người chuyện trò rôm rà lắm mà người vui nhất là cụ phúc cụ đi đi lại lại, cười cười nói nói, chào hỏi mọi người niềm nở lắm, ai cũng mừng cho cụ. Ôi cái thằng cô Vương, yểu điệu thục nữ đến thế mà cũng cưới được vợ, mà vợ nó lại ngoan, lại xinh, lại chịu khó lam làm nhất nhì làng xã. Đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Buồn ngủ gặp được chiếu manh. Khiếp. Cái bà cô Vương này sao mà tốt số may mắn thế nhà cụ thật là có phúc. Cụ Phúc cứ liên tục vuốt dâu cười cười, cảm ơn mọi người vẻ mặt hoan hỷ lắm. "Vâng, cảm ơn các ông các bà. Cũng may cháu nhà tôi nó vẫn còn là đàn ông, chưa chuyển sang hẳn là đàn bà nên mới cưới được vợ. Vâng vâng, mời các ông các bà vào nhà ăn trầu sôi nước, mừng với vợ chồng tôi và mừng cho cháu." Cụ vội lừa mắt thằng cháu trưởng khi nghe nó tiếu táo. "Này, Mọi người ơi, không biết đêm tân hôn thì chú rể làm gì cô dâu nhỉ? Chắc dễ lôi chất truyền ra gạ cô dâu chơi thâu đêm lắm. Hay lại rủ cô dâu chơi nhảy dây ăn tiền đến sáng. Mà mọi người ạ, à, cháu thấy lạ lạ làm sao ấy. Cô vẫn sinh như thế, ngoan như thế. Bao nhiêu trai làng tấn công không đổ, lại đổ luôn cái ông Vương, chín phần gái, nửa dại phần đàn ông nhà cháu là sao chứ? Cưới vợ về, con làm được cái khoản kia không mà cưới. Hay qua mấy ngày, thử làm chồng không được, lại hăng tiết vịt, gạ cô vẫn chửi nhau, chán lại lôi nhau ra tòa. Thế thì tốn tiền của ông bà cháu, mà còn làm cho cười cho thiên hạ. Vụ này, cháu thấy có vẻ không được ổn. Quay sang cụ Phúc, thằng cháu nhăn mũi. Hay thôi cưới vợ cho cô đi ông ạ, à. cháu sợ vụ cưới xin này Thành trò hề cho làng xóm chê cười nhà mình. Cụ Phúc cốc đầu thằng cháu rõ đau rồi chửi. Mẹ bố họ ngoại nhà mày. Cô im ngay cho ông nhờ không? Thím vấn phải hiểu rõ chú Vương mày thì mới gật đầu với làm vợ chứ. Luyên thuyền. Ông đánh cho sưng mông lên đấy. Thằng cháu tròn mắt nhìn ông. Ô thì ông chưa biết chuyện nọ. Cô nhà mình sang tằng tiệu với cô Kiên. Làm sập giường nhà cô Kiên. Bị ông Vân vác gậy. Đuổi đánh phải bỏ chạy thục mạng à cụ phúc ngớ người hỏi nhỏ thằng cháu con nghe ai nói có đúng vậy không mà con bé bé cái mồm thôi chuyện này mà đến tai bên nhà thì hỏng hết hỏng hết con ạ à. thằng cháu toe toét cười ông làm gì phải bí mật thế ạ chắc chỉ còn ông với bà hoặc thêm vài người nữa là chưa biết chuyện đó thôi người ta đồn ầm lên là cô nhà mình với cô kiên còn thề nguyện nếu không sống được với nhau thì cả hai sẽ cùng cắt tóc đi tu đấy đã thế thì cô nhà mình còn cưới cô vấn về để làm gì nhỉ chẳng lẽ cô nhà mình cưới cô vấn để thử xem làm đàn ông có được không à cụ phúc thần người ra một lúc như chợt nhớ ra chuyện gì cụ nói nhỏ với thằng cháu ừ ông nhớ ra rồi mấy tuần trước cô con lầu bầu suốt mấy đêm về lão già mất nết nào đó thì ra là cô con cạnh khóe ông cụ Vân. Bây giờ biết tính sao hả con? Làm thế nào cho phải đây? Cụ đi đi lại lại vẻ lo lắng lắm. Thằng cháu thấy ông như vậy suốt ruột. Cô đi mời vẫn chưa về hả ông? Hay con đi tìm cô về để ông hỏi cho ra nhẽ? Con cũng thấy lo lo ông ạ. À. Vừa lúc đấy vương cũng đi mời khách về đến nhà cụ phúc kéo vương vào hỏi dồn thầy hỏi con phải trả lời thật nhé con có yêu cái vấn không con có làm chuyện đàn ông với đàn bà được không còn chuyện con với thằng kiên ái nhà ông vân thế nào thầy nghe thằng cháu đích tôn nói con với thằng kiên ái yêu nhau thể thốt nếu không được sống cùng nhau sẽ cắt tóc đi tu đã thế còn bày đặt chuyện lấy vợ làm gì hả con Vương đỏ mặt, phần vị ngượng, phần vị tức. Vương sấn sổ vào mặt thằng cháu, rõ ngoa. Tiền sư họ ngoại nhà mày. Đàn ông gì mà buôn chuyện, còn hơn mấy con đàn bà buôn cả buôn cá thế hả? Không phải mày là thằng cháu đích tôn, thì bà tế cho ông bà ông vải bên ngoại nhà mày, phải bắt mẹ mày khấu đầu xin bà tha thứ. Mày đã tận mắt thấy bà, ăn nằm với thằng đàn ông nào chưa mà bảo bà là ái nam ái nữ là rừng mỡ thèm trai. Mày nghe những đứa thối mồm thối miệng vu oan cho bà phải lòng kiên ái, thề nguyện thế này thế kia với kiên ái. Mày là cháu bà, không bảo vệ danh tiết cho bà, lại đồng lõa với lũ trâu lũ chó vu oan cho bà là sao? Thằng khốn nạn, thằng mặt người dạ chó, thằng cháu có cũng như không. thấy vương mồm năm miệng mười xỉa sói thằng cháu trường. cụ phúc tím mặt giang tay tắt bốp một cái rõ đau rồi chị vào mặt vương chị có im ngay không nó là cháu chị mà chị chửi nó như là chửi quân thù quân hằn là sao nó lo cho chị mới nói cho tôi biết chị lại ra mồm chửi bệnh, chửi bạ chẳng có lẽ tôi đánh tuốt xác chị ra bây giờ nhăn mặt vì đau vương ấm ức thầy chỉ bênh nó thôi thầy thử đặt cương vị là con mà bị vu oan sáng họa như thế thì thầy có bực không? Con là cô của nó. Cụ Phúc sẵn giọng Chị là cô của nó hay là chú của nó? Vương Lý Nhí. Dạ, con là chú của nó ạ. Là đàn ông, sao lại yêu kiên ái? Sao lại thể thốt? Nếu không được sống cùng kiên ái, sẽ cắt tóc đi tu. Nói, nói ngay. Vương hậm hực liếc xéo thằng cháu định ca bảy ca tiên sư họ ngoại nhà mày thì bị cụ phúc và bóp một cái vào miệng cảnh cáo lại định ra mồm chửi thằng cháu đích tôn của tôi à đàn ông gì mà ngoan ngoắt thế nói rõ cho tôi nghe chuyện chị với chị kiên ái yêu nhau để tôi còn liệu vương định nói rõ mối quan hệ với kiên ái nhưng sợ nói ra thì dì kiên sẽ không lấy được vợ sẽ khổ gì ấy nên vương lặng im thấy vương cúi đầu không nói gì cụ phúc chép miệng thở dài thế mà chị còn ra mồm chửi thằng đích tôn của tôi là buôn chuyện thôi không cưới xin gì nữa để tôi ra thưa với bên nhà nói rõ chị là đàn bà để xin hủy hôn vương cuống lên thầy thầy đừng làm thế con yếu vấn thật mà con là đàn ông thật mà con thề tiền sư bố đứa nào mà nói con điêu vừa lúc ấy vấn bước vào như chết đuối vớ được cọc vương vội kéo vấn vào cuộc vấn vấn nói cho thầy chị biết đi thầy chị không tin chị là đàn ông thầy chị bảo sẽ ra nhà xin hủy hôn vì chị là đàn bà vấn phì cười mắng vương nỡ mà cứ chị chị vấn vấn như thế thì làm gì mà thầy chả nghi chị là đàn bà con gái xưng anh cho quen đi rồi sau này còn xưng bố với con chẳng lẽ lại xưng với con là mẹ Vương bố bố tay Vấn đỏ mặt. Ờ, ừ, người ta đã sửa, nhưng quen thế rồi khó sửa lắm. Cụ Vấn nhìn Vấn nhẹ giọng. Vấn này, con đẹp người đẹp nết, lấy đâu trả được thằng chồng tử tế, sao lại chọn thằng Vương nhà bác làm chồng? Lấy nhau về, không có con cái thì sao được hả con, rồi sẽ khổ cả đời con ạ. À. Nghe bác, hủy đám cưới với thằng Vương nhà bác đi. Vấn đỏ mặt, nhìn thật nhanh xuống bụng, rồi nhỏ nhẹ. Dạ, con nghe lời thầy nhưng còn cháu nội của thầy thì sao ạ thằng cháu tròn mắt nhìn vẫn lắp bắp cô cô nói sao ạ cô với cô vương nhà cháu có em bé rồi ạ không đợi vấn gật đầu xác nhận thằng cháu ôm vương quay mấy vòng hét toáng lên ôi chú vương pha gái giỏi quá giỏi quá vương tít mắt cười đấm đấm lưng thằng cháu chửi mát Đến sư họ ngoại nhà mày sao không bảo cô là ái nữa đi cụ phúc khà khà cười hết nhìn con rồi lại nhìn cháu Cụ vui lắm. Cụ gọi với vào buồng. "U nó ơi, thằng vương nhà mình là đàn ông, đàn ông thật, u nó ạ." À? Rồi cụ sang sái ra đốc thúc mọi người lo việc cỗ bàn tiếp khách. Cụ đi đi lại lại, cụ nói nói cười cười, trông cụ thật hạnh phúc. chuyện ngắn cô vương cưới vợ của nhà văn đặng xuân xuyến đã khép lại chương trình đọc truyện đêm nay xin cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại